Nghe giọng nói, đoán biết số phận. Quý vị thân mến, khi muốn tìm hiểu vận mệnh của một người, hầu hết mọi người đều nghĩ đến xem tử vi từ tướng tay, tướng mặt. Tuy nhiên, nếu đề cập đến việc xem vận mệnh của một người thông qua giọng nói, thì mọi người còn rất mơ hồ, bí ẩn. Theo lý luận y học cổ đại của người xưa, chúng ta có thể thấy được vận mệnh của một người thông qua âm thanh. Cách khám bệnh theo Trung y dựa vào phương pháp nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc để xem bệnh. Trong Hồng Lâu Mộng, lần đầu, Lâm Đại Ngọc nghe thấy giọng nói của Vương Tây Phong thì cảm giác trong cổ họng có mùi ngọt ngào, nhưng nghe thấy giọng nói của Tử Chân thì lại cảm thấy buồn khổ, bi thảm. Chỉ cần nói vài câu, Lâm Đại Ngọc đã hiểu gần hết sự tình. Có những người có khả năng nghe tiếng nói mà có thể đoán được vận mệnh, có thể biết được tâm trạng, tính cách, tình trạng sức khỏe, thậm chí là số phận của người nào đó. Bởi vậy, có người không cần quan sát hay xem xét này nọ đã có thể nhìn thấu được người khác. Nghe tiếng biết mệnh thật sự cũng không phải là một chuyện hiếm, không thể xảy ra. Nghe tiếng nói không chỉ có thể hiểu được tâm tình của người ta ở trong đó, mà còn có thể phân biệt ra được một người là giàu hay nghèo. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Tiếng nói của người giàu sang. Tiếng nói của người giàu sang to, rõ ràng, tế nhị, nhẹ nhàng, nhanh, mềm mại và không cầu thả từng câu nói. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng giọng nói lại to, rõ ràng, mềm mại thì cũng là rất tốt. Trong việc nhận xét con người, các thầy tướng thường cho rằng giọng nói quan trọng hơn gương mặt. Người có gương mặt đẹp, cân đối mà giọng nói yếu ớt, thiếu sức sống thì cuộc sống vẫn nghèo khổ, bất hạnh như thường. Nếu nghe một người có giọng nói vang ấm, trang trọng, chúng ta biết đó sẽ là một người giàu có, thậm chí là người nổi tiếng. Trong đời sống, có những người tuy khỏe mạnh nhưng giọng nói lại yếu ớt. Những người như vậy thường có cuộc sống nghèo khổ hoặc chết sớm. Người có giọng nói không rõ ràng là người vị kỷ, nham hiểm. Người có giọng nói nghe chát chúa, khó ưa là người có tính tình hung dữ và thô bạo. Người này hay nói điều làm mất lòng người khác. 2. Tiếng nói của người nghèo khổ. Tiếng nói của người nghèo khổ thường yếu ớt, giống như thiếu hơi, không thành tiếng, âm thanh đứt quãng, tuổi tuy lớn nhưng giọng lại nhỏ. Ngoài ra, người nói chuyện nếu mà trước thấp sau cao, nghĩa là trước thì nghèo mà sau thì giàu. Người mà nói chuyện trước cao sau thấp, tức là trước thì giàu mà sau lại nghèo. 3. Giọng nói ấm áp, bình tĩnh. Người có giọng nói ấm áp, bình tĩnh thường kìm nén cảm xúc tốt. Họ giữ được cái đầu lạnh trong ứng xử và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu không bằng lòng với ý kiến của một ai đó, họ sẽ dễ dàng thu phục người đối diện bằng giọng nói và lý lẽ của mình một cách đầy thuyết phục. Tính cách tự cường, tự lập không cho phép họ dựa dẫm vào người khác, do đó họ dễ dàng đạt được thành công. Phụ nữ có giọng trong trẻo, ấm áp, thường nhỏ nhẹ, sâu sắc và tế nhị. Họ thường thành công trong kinh doanh vì được tin tưởng, tuy nhiên họ cũng là những người thù lâu nhớ dai. Âm thanh lớn nhỏ không đều đặn, hoặc là trước chậm sau nhanh, hoặc là trước nhanh sau chậm, hoặc là giọng nói không đủ lực, người như thế sẽ không được may mắn. Giọng nói nhỏ mà tướng người lại cao lớn là tướng rất xấu. Tiếng nói lớn mà rời rạc, âm thanh tản mát mà đứt đoạn, nặng nhẹ không đồng đều chính là thuộc về tiếng nói của người nghèo khổ, hèn mọn. Còn có tiếng nói âm dương đảo chiều, người nam mà lại có giọng nữ là người nhu nhược, không có năng lực, ý chí bạc nhược, yếu kém, không kiên định, đây chính là thể hiện của những người nghèo hèn. Người nữ mà lại có giọng nam là người có cá tính kiên cường, khắc chồng hoặc dễ dàng ly hôn, sự nghiệp không được tốt, cả đời khó mà được vinh hiển. Tất cả những điều trên thì dù bạn có hiểu hay không thì bạn cũng phải hiểu rằng mọi người trên thế gian, mỗi người đều khác nhau và giọng nói cũng vậy, mỗi con người đều không có số phận giống nhau. Hơn nữa, sau khi hiểu được mọi thứ, bạn cũng có thể điều chỉnh giọng nói của mình phù hợp hơn. Quý vị thân mến, ngoài giọng nói để đoán biết số phận, theo giáo lý nhà Phật, còn chỉ ra mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh. Tướng mạo của một người chính là biểu hiện của nội tâm, bản chất của người đó. Có những người tướng mạo hiền lành, hòa hợp với mọi người, luôn đối diện với mọi thứ bằng thái độ vui vẻ, tích cực. Vậy thì cuộc sống của người ấy chắc chắn không quá bết bát.
Có những người mang tướng hùng hãn, nét mặt cau có, thoáng nhìn đã thấy sự oán giận, hễ gặp phải chuyện gì là oán trời trách đất, ngũ quan không cân đối, sắc mặt u ám, cuộc sống của họ 10 phần thì đến 8-9 phần là ngột ngạt. Tướng mạo của một người chính là thứ có thể quyết định đến vận mệnh của người đó. 1. Tướng mạo thể hiện nội tâm. Arthur Schopenhauer từng nói rằng bề ngoài của con người là bức tranh thể hiện nội tâm, khuôn mặt cho thấy cả đặc điểm vận mệnh của con người. Tướng mạo được hình thành ra sao? Một người luôn tươi cười, tấm lòng rộng mở, nụ cười thể hiện sự thiện chí, lời ăn tiếng nói thể hiện sự nhã nhặn, trong lòng vui vẻ hân hoan sẽ giúp sắc mặt trở nên tươi tắn, ánh mắt mang theo nụ cười, nhìn vào đã thấy đó là một người tràn đầy sức sống. Ngược lại, nếu một ai thường xuyên tranh hơn thua với kẻ khác, thể hiện thái độ khó chịu, kiểu mặt của họ sẽ dần sa xuống, đăm đăm khó chịu, về lâu về dài sẽ hẳn lên sự dữ dằn, làm người khác không dám gần gũi, cuộc sống sẽ không có được niềm vui, sự thanh thản trọn vẹn. Tướng mạo bộc lộ nội tâm của một con người, trong lòng nghĩ ra sao, thế giới trong mắt người đó cũng sẽ như vậy, sắc mặt của người đó cũng sẽ như thế. Trong cuộc sống, những kẻ lòng dạ bất chính, quanh năm chỉ biết mưu tính, tướng mạo của họ sẽ dần bị ảnh hưởng theo suy nghĩ mà trở nên cay nghiệt, lạnh nhạt, khiến người khác nhìn vào là cảm thấy e dè, không dám lại gần. 2. Tướng mạo quyết định vận mệnh. Dương Lan, một nhà báo, một MC khá nổi tiếng của Trung Quốc từng nói rằng không ai có nghĩa vụ phải bất chấp vẻ ngoài lôi thôi, mà chính bạn cũng không hề bận tâm để tìm hiểu về sự tài giỏi bên trong bạn. Khuôn mặt chính là cánh cửa mở ra nội tâm của mỗi con người, cũng là ấn tượng đầu tiên khi chúng ta qua lại với người khác. Có những người mặt mày hung dữ, sắc mặt xám xịt, ánh mắt tràn đầy sự mưu mô. Kiểu người này đem lại ấn tượng đầu không tốt cho người khác, rất khó để người khác chịu mở lòng. Có những người lại hiền lành nhã nhặn, mặt mày rạng rỡ. Kiểu người này đem lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác, rất dễ được người khác chấp nhận. Tướng mạo như thế nào thì sẽ đem lại cảm nhận trực quan và để lại ấn tượng cho người khác như thế. Chúng ta không thể thay đổi vẻ ngoài cha mẹ trao cho, nhưng chúng ta có thể khiến nội tâm mình dần trở nên đôn hậu chín chắn, không ngừng tôi luyện bản thân, khoan dung với người khác, nghiêm khắc với chính mình, bao dung nhiều hơn và không tính toán so đo. Tướng mạo của con người là thứ được đọng lại theo năm tháng. Tướng mạo cũng là cửa sổ của tâm hồn, dựa vào những trải nghiệm, cảm xúc của con người mà thay đổi không ngừng. Người có tướng mạo hiền hòa, sống tử tế với người khác, không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác, mà từ đó còn góp phần thay đổi quan hệ xã giao, từ đó ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của chính họ. Tướng mạo quyết định vận mệnh, vì thế mỗi người hãy tích cực thay đổi ngay từ lúc này. Đời người cứ chậm chậm trôi qua, cuộc sống này tính xa cũng chẳng quá dài, đừng mãi tính toán so đo, đừng mãi cáu giận. Hãy giữ thái độ sống tích cực lạc quan, sống ở đời nên biết suy nghĩ thêm cho người khác. Cứ làm như vậy, tướng mạo chúng ta sẽ trở nên phúc hậu, bằng cách đó chúng ta không chỉ thay đổi được thái độ của người khác dành cho mình, mà bản thân ta cũng ngày càng được hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn.